Đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là về và chia sẻ cho các bạn về cửa phun tiếp theo đặt của anh Chiến mình các bạn. Thì tới cửa phun nữa thì mình sẽ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn một số loại thuốc cũng như là một số hình ảnh về ớt sau những sau bẻ mấy cái đợt đó còn còn mọc rồi còn bao nhiêu trái và dàn trái dàn cột như thế nào các bạn. Thì cho các bạn mình cùng tham khảo cái dàn ớt của anh Chiến mình luôn đó. Thì cái chòm này thì hôm nay quay trên trại nè các bạn, trại mướp nè đó, thì cả nhà mình thấy rồi đó. Thì giờ mình sẽ đi vòng vòng đám và quay xương xương cho các bạn xem thì cứ phun tiếp theo giai đoạn ớt này cho cả nhà mình cùng tham khảo cái dạng ớt cũng như là dạng trái và dạng trái và dạng chuột mới mới đâm mới cho chồi lên tiếp tục tiếp theo nữa các bạn. Thì cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Okay, cả nhà mình theo dân mình tham khảo cái một số loại thuốc cũng như là dạng ớt đó các bạn. Thì chúng ta cùng tham khảo xem coi dạng ớt của anh mình ớt này có lên đọt lên trái bẻ xong cái cổ một rồi tới cổ hai trái như thế nào và tược bông như thế nào các bạn. Bốn loại năm loại phải không? Này là new test này bao nhiêu không chứ? 30 sơi bên 30 ở sơi các bạn. Cái này là bio sadi hả, bò chỉ phải không? Này mấy chục? Mình nói 50. Này cái này 50 các bạn. Canxi bo. Canxi bo. Tăng khả năng rụng trái, chống rụng trái, bung bông như nè. 50 sợi các bạn. Thế sao hả? Begasut, Begasut mấy thẻ? Begasut 2 thẻ. 2 thẻ. Chỉ sâu với bộ chỉ. Sâu bộ chỉ 2 thẻ. Đây. Còn này, anh cho con này. Anh cho con. Anh cho con. Đó. Cái gì đó? Muỗng hai muỗng hả? Hai muỗng. Đó, hai muỗng nha các bạn. Này pha vô thùng sẵn luôn rồi nè các bạn. Đổ vô là dứt. Để dẹp còn mấy bịch này không không sót không kìa. Chút xíu nữa không kêu lấy cả xíu sót rồi phải không? Đó, rồi bốn thứ năm thứ các bạn. Đó. Vô bình. Rồi, chuẩn bị sạch. Những trái mà ớt bẻ có một rồi hết rồi các bạn, còn có lai gai cử tứ tới chắc vài trăm mà không có nhiều nữa. Nó thì vàng tiếp tục lại vàng này nè, vàng nhánh lên rồi các bạn, vàng tược lên nè, trái nè các bạn thấy không? Đó, vàng trái vàng tược nhánh lên nè, đâm kèo ra nhánh tới đâu là bông tới đó nha các bạn. Đó đây đó nha, kèo ra nhánh nè. Tiếp tục ra nhánh đó. Thì đây cũng vậy nè các bạn, nó những cái cây mà nhánh mà lên sau nè đâm kèo ra trái nè các bạn, rồi những cái vàng vàng mà trái mà mình bẻ xong đó, nhẹ trái nó cũng ra tược ra trái nữa nè các bạn, này cũng bung tàn bung đọt nữa nè. Đó nè mấy cái này nè các bạn, bung tròn bung đọt nè đó. Đó. Đi tới đâu là trái bông tới đó nè các bạn, thì bẻ hết nhẹ trái là sẽ nó ra sẽ mình sẽ tống phân cũng như là phun thuốc á, nó sẽ cho cây nó sẽ bung tàn bung nhánh rồi ra trái tiếp tục cho cả nhà cùng tham khảo ha. Thì hồi ngày hôm qua các bạn thì sẵn nói chia sẻ các bạn luôn, hồi ngày hôm qua ông anh mình cũng có giải phân mà mình không có thời gian để mình quay cho các bạn xem, thì sẵn clip này phun rồi mình nói luôn. Hồi ngày hôm qua thì phân thì cũng y sinh những loại phân trước các bạn, thì cũng 20-20-15 TE phân phân những cái hiệu phân mà trước á, dưới chai Philia các bạn thì cũng hai hai bao hai bao đó mình trộn vô mình giải với một chai Philia đó đó là một một công. Thì chiếc này ông anh mình cũng vẽ dàn trái này bớt rồi các bạn, dưới hổm gài không có mưa nữa đó, thời tiết không có mưa nên ông anh mình ổng tống cái dục phân cử này là 40 công trên ký các bạn. 40 kg trên công. 40 công 40 kg. 40 kg trên trên một công các bạn, công ngày 2 m vuông. Thì ông anh mình đây sử dụng là
là ngày qua mới giải ngày qua luôn nè các bạn, phân còn nè, sát phân còn nữa các bạn đó. Mới giải ngày qua luôn, dưới chọn cái chai thuốc Philia đó. Thì cả nhà mình những cái clip trước mà bón phân thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem một cái tham khảo rồi đó các bạn. Các bạn hãy xem những cái loại phân đó cũng như thuốc đó mình tham khảo ha. Thì sẵn tại cửa này phun thì sẵn chia sẻ cho cả nhà tham khảo cái dạng ớt luôn, dạng ớt trái nè các bạn. Được nhánh nè lên. Thì cổ một thì bẻ sắp sửa xong rồi, thì mình sẽ quay cái cổ tiếp tục cho các bạn xem. Thì bung tạc bung nhánh nè bạn đó. Gà nhánh tiếp tục nè, gà trái tiếp tục luôn đó, cho cả nhà mình tham khảo ha. Tiệm chúng quay thì đi không, gà cũng muốn giáp đất hết à, chỗ nào cũng đi hết đó. Đó. Cho cả nhà mình tham khảo. Đây là dàn nhánh là dàn trái nè bạn, bung nè, nó lên tới đâu là trái rồi, trái tới đó nè bạn đó. Ba nhánh nè bạn, nó các bạn thấy đọt dương dương lên là nhánh nó lên, cái ớt mình lên đó bạn. Còn mấy cái trái ớt kia thì nó cũng nói chung là cũng ít rồi, hạn chế là tại vì bẻ để mình bữa nào mình hỏi manh coi cổ một thì tổng hết luôn 4 công này là bẻ bao nhiêu tấn rồi ha các bạn, để cho các bạn tham khảo luôn. Cứ video mình sau mình sẽ tiếp tục mình chèn những cái, mình sẽ hỏi manh và coi cái cổ một anh ông anh bẻ được bao nhiêu tấn đối với 4 công này các bạn, cho các bạn tham khảo. Cứ này không có hỏi để bẻ cứ cái cổ hai mà lên trái quá trái nè đó. Chắc là trái các bạn, trái rất là nhiều. Cho cả nhà mình xem nó trái nè, bung trái luôn, quá trái các bạn luôn. Ở cổ hai này cũng không thua cổ nhất các bạn, nhánh nhút rồi cũng lên cũng giống là bịch thù cho các bạn nè, thấy rất là nhiều luôn á. Dàn cổ hai này cũng rất là im đó. Đó, đây là cái mép trên nè các bạn, xanh lá da xanh trái nè. Thì ớt vàng của hai này cũng rất là, thấy cũng rất là im đó. Thì để video sau mình sẽ tổng hợp lại cái vàng ớt cũ nhất coi như các bạn. Rồi và bây giờ mình chia sẻ cho các bạn về cái một số loại thuốc và cử phun giai đoạn ớt tiếp theo, cũng như là một chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh ớt trong giai đoạn mà bung tàn bung nhánh để chuẩn bị cho cái giai đoạn ớt cổ 2. Thì xong cổ nhất rồi, tới cổ 2 nha các bạn. Đây là bẻ đợt 2 đó, nuôi dưỡng dàn trái đợt 2 nè, mình gọi là cổ 2 đó. Đó cho cả nhà xem tham khảo. Đây dàn bông nè, được trái nè. Dưới đây cũng vậy các bạn, chứ không phải là có riêng chỗ đó nè. Đây nè, đó các bạn xem đó. Rồi thì video mình đây là hết các bạn. Thì chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo. Nếu bạn thấy kênh hay hoặc bổ ích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Cứu video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo.